Alo, xin chào tất cả mọi người. Thì các bạn đến với bài ngày hôm nay thì là chúng ta đã hôm nay là coi như là bước sang mới đầu của phần hòa âm đấy các bạn nhé. Thì những ai mà đệm hát chẳng hạn, đệm guitar hoặc là chúng ta đệm piano chẳng hạn thì các bạn nên xem hết video này nhé. Thì trong video này mình sẽ nói về cái vấn đề mà liên quan đến đệm hát đấy. Thì trước khi vào bài với thì cũng ôn lại một chút, nhưng mà cái phần ôn lại này thì nó sẽ nối trực tiếp sang cái phần mà bài mới đấy các bạn. Nếu các bạn có thể là xem được cái bài cũ này nối sang thì rất là tốt. Ok, thì bây giờ mình sẽ ôn lại cho các bạn một chút về cái buổi trước. Thì mình đã giảng về cái mà chúng ta có tên gọi của các bậc trong một giọng trong một gam, đúng không? Thì bây giờ chúng ta ôn lại, chúng ta có tên gọi của nó thì cái này các bạn nhớ được rất là tốt này. TS2, DT3 này, chúng ta có S này, bậc 4 này, D là bậc 5 này, TS6 là bậc 6 và D bậc 7 này. 1 2 3 4 5 6 7. Ok. Đấy, thì bây giờ ví dụ đây là một bài tông đô trưởng các bạn nhé. Một bài tông đô trưởng thì chúng ta đây kết đô đây chẳng hạn, ví dụ đấy. Thì chúng ta sẽ xếp nốt lên đô này, rê này, mi này, fa này, son này, la. Cái xếp nốt này cũng rất là quan trọng cho những cái bạn nào mà mới bắt đầu làm quen đấy các bạn nhé, mới bắt đầu mà học lên mà tiếp xúc với lại các cái bậc hợp âm này thì tí nữa chúng ta sẽ xếp nốt và mình sẽ chỉ cái sự mà liên quan trong đệm hát các thứ và liên quan giữa các hợp âm với nhau. Thì mình sẽ chia nó làm hai phần đi, có nghĩa mình nói làm hai phần. Phần thứ nhất là mình để giải thích cho các bạn hiểu là cái hợp âm trong một cái bài hát đấy mà người ta sử dụng trong một bài hát đấy nó bắt nguồn từ chỗ nào, tại sao nó lại có những cái hợp âm mà người ta sử dụng ở trong bài hát đấy, nó có sự liên quan gì chứ không phải là chúng ta có thể là dùng một cách là tùy tiện đâu. Có nghĩa là các bạn không thể dùng một cách tùy tiện là các bạn thích cái nào bạn đặt vào, thích cái nào bạn đặt vào đấy, nó phải liên quan đến một số thứ nữa thì chúng ta mới dùng được nó ở trong một cái ca khúc mà chúng ta định đệm hát các bạn nhé. Ok, thì buổi trước là chúng ta đang học về các cái bậc này trong một giọng, đúng không? Đây mình đây là giọng này là giọng đô trưởng, đây C major này, C major. Ok, thì đây là giọng đô trưởng đúng không? Bất kể một giọng gì ý, thì cái bậc một của nó cũng chính là cái âm chủ của nó, có nghĩa là cái tên giọng của nó luôn các bạn nhé. Ví dụ tên giọng là đô trưởng đúng không? Thì chúng ta sẽ có bậc một của nó là nốt đô các bạn nhé. Đây chính là bậc một này, bậc 1 này, bậc 2 này, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6 và bậc 7 các bạn nhé, bậc 7 này đấy. Thì cái bậc 1 chúng ta dần có tên gọi là T đây. Đấy, T này, chúng ta có T này, S2 này, DT3 này, S này, D này, TS6 và D bậc 7 các bạn. Đấy, D bậc 7. Đấy thì là đây là tên gọi của các bậc trong cái do một giọng một gam chủ đúng không? Chúng ta đang có đô trưởng đúng không? Đấy thì từ những cái này đây, từ ví dụ mình đổi một tông khác nhé, ví dụ tông đê trưởng này chẳng hạn, đê trưởng đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ có âm chủ này là âm rê đúng không? Thì tất cả các bậc này chúng ta phải thay đổi, có là lúc này bậc một của nó sẽ là rê chứ không phải là đô nữa các bạn nhá. Đấy mình có thể xóa nó này đi. Đấy, bậc 1 chúng ta đây bây giờ bậc 1 nó thành nốt rê này, bậc 2 là mi này, fa này, son này, la này, si và bậc 7 chúng ta có đô các bạn nhé. Đấy. 7 chúng ta có đô, đây là 1 này, 2 3 4 5 6 và 7 đấy, có nghĩa là cứ cái giọng gì chúng ta có giọng gốc đúng không? Ví dụ các bạn nhìn vào một bản nhạc mà giọng rê trưởng hay là tông rê trưởng đấy thì chúng ta bậc 1 bao giờ của nó cũng là âm chủ là nốt rê các bạn nhé. Đấy. Ví dụ bậc giọng chủ là nốt đô thì chúng ta có bậc 1 sẽ là đô chứ các bạn nhé. Còn bây giờ đang là rê thì chúng ta có bậc 1 là rê, có cứ giọng gì thì bậc 1 nó sẽ là cái âm đấy các bạn nhé, là cái âm của tên giọng này. Đấy, giọng đô thì bậc 1 là đô, giọng rê thì bậc 1 là rê. Đấy. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ trả nó về cái tông đô trưởng. Thì bài này hôm nay cũng khá là dài. Đây mình trả về đô trưởng. Với lại bây giờ mình sẽ thực ra bài trước thì nó cũng ngắn thôi, nó chỉ có cái nội dung là để các bạn chủ yếu là các bạn luyện cái việc mà làm quen với hợp âm 3 và hợp âm 7, hợp 3 và hợp âm 7. Còn cái tên này thì nó liên quan đến lại hòa thanh kiểu cổ điển thì các bạn nhớ được, nó sẽ làm cái mà cơ bản là một cái cơ bản là chúng ta học cơ bản, chứ không phải là chúng ta học kiểu cưỡi ngựa xem hoa, hoặc là chúng ta học kiểu là học đường tắt. Chúng ta học nó phải có cái cơ bản lên các bạn nhé. Đấy thì hôm nay mình cũng bây giờ cũng sẽ đi vào bài mới luôn nhé, thì cho các bạn không phải chờ đợi lâu. Ok, cái giọng mà trưởng thứ này thì bây giờ nó sẽ có mối liên quan như thế này. Ví dụ đây các bạn, mình có đô trưởng nhé, giọng đô trưởng này. Thì khi mà chúng ta cho một giọng đô trưởng này, chúng ta xếp cái giải ra rồi. Chúng ta đây là tất cả các nốt trong giọng đô trưởng các bạn nhé, tất cả các nốt trong giọng đô trưởng. Đô, rê, mi, fa, son, la, si đúng không? Có mi, fa nửa cung và si lên đô, đây là nửa cung đúng không? Lên đô trên này là nửa cung. Ok, thì bây giờ các bạn xếp hợp âm ra cho mình, xếp hợp âm 3 nhé các bạn nhé, hợp âm 3 gốc. Đô mi son này, để fa la này, đấy, mi son si này, fa la đô này, son si rế này, la đô mi và si rế phá này. Đấy, ok. Thì các bạn để ý nhá, giọng đô trưởng đúng không? Thì bậc 1 chắc chắn là đô. Ok, bậc 1 chắc chắn là đô, thì chúng ta có đây đô mi son, chúng ta xếp. Khi mà chúng ta có đô rồi đúng không? Mình bảo các bạn là xếp thành một cái hợp âm 3 lên, thì các bạn xếp thành đô mi son đúng không? Đô mi son. Vậy cái bài hợp âm trước mình dạy các bạn ấy, chúng ta đi xác định hợp âm này là hợp âm gì các bạn? Đây là ba trưởng các bạn nhé, ba trưởng. Tại vì tại sao là ba trưởng? Đô lên mi lúc này chúng ta cách nhau là hai cung đúng không? Hai cung mà mi lên son là cách nhau một cung rưỡi, có nghĩa là dưới ba trưởng trên ba thứ đúng không? Dưới ba trưởng trên ba thứ thì nó là hợp âm ba trưởng đúng không? Hợp âm ba trưởng hay còn gọi là, hôm nay mình sẽ đi cái vấn đề liên quan đệm hát, hay còn gọi là hợp âm đô trưởng các bạn nhé. Có nghĩa đây là giọng đô trưởng các bạn, hình dung chưa? Đấy, giọng đô trưởng, bởi vì là chúng ta có nốt đô là nằm về bass này. Đấy, nốt đô nằm về bass thì các bạn hình dung ra là cái gam giải mà mình dạy các bạn đọc từ cái buổi mà sướng âm ấy, là đô trưởng thì chúng ta có giải là đô re mi fa son la si đúng không? Còn cái gam là 1 3 5 ấy thì là đô mi son, đây chính là cái gam đây này, chính là cái gam đây này. Hay còn gọi đây là chính là hợp âm đô trưởng các bạn nhé. Đây chính là hợp âm đô trưởng. Đấy, tại sao lại là đô trưởng mà không phải đô thứ? Các bạn để ý xem, như vừa nãy mình đã giải thích rồi đúng không? Đây là một quãng ba trưởng, đây là một quãng ba thứ. Vậy dưới ba trưởng trên ba thứ thì nó là hợp âm ba trưởng, hay còn gọi là hợp âm đô trưởng các bạn nhé. Đấy, đô trưởng. Bây giờ các bạn thử cho cái nốt mi này giáng xuống nửa cung đi, giáng xuống nửa cung. Bây giờ các bạn tính lại xem, đô lên mi là một quãng ba thứ, nó có 1,5 cung thôi. Đô lên rê là một cung, rê lên mi giáng là nửa cung nữa là 1,5 cung. Chúng ta chỗ này có 1,5 cung các bạn nhá, 1,5 cung. Vậy chỗ này chúng ta trở thành gì rồi? Quãng ba thứ đúng không? Quãng ba thứ. Ok, thì vậy ở trên là mi giáng lên son là một quãng ba trưởng rồi các bạn nhá. Mi giáng lên son, mi giáng lên pha đã là một cung rồi, pha lên son là một cung nữa. Vậy chúng ta có hai cung mà đây là quãng ba đúng không? Thì là chúng ta có ở trên là ba trưởng và dưới là ba thứ. Vậy cái hợp âm mà dưới ba thứ trên ba trưởng là hợp âm gì? Là hợp âm ba thứ các bạn nhé. Hợp âm ba thứ hay chúng ta còn gọi đây là hợp âm đô thứ. Đấy, CM các bạn nhé. Đấy, CM đây mình viết lại cho bạn dễ. Đây. Đấy, đây là chúng ta chỉ cần thay đổi cái âm 3 này cái nó thành đô thứ ngay. Chúng ta giáng âm 3 xuống thành đô thứ ngay. Đấy các bạn chắc hẳn là còn nhớ cái video mà cái video mà mình đã nói với các bạn về một chút về cây đàn piano ấy, với lại cái mà phần xứ âm ấy, thì mình có cho các bạn là đọc gam đô trưởng đúng không? Mình có cho các bạn đọc gam đô trưởng, xong mình so sánh cái bậc 3 để chứng minh cái sự khác nhau giữa đô trưởng và đô thứ đúng không? Là nằm ở cái bậc 3 này, có nghĩa là cái đốt rê lên mi này thì nó cách nhau là bình thường trong giọng đô trưởng đúng không? Đô trưởng thì là cái nốt rê lên nốt mi này này. Đây các bạn chờ một chút. Đô trưởng đúng không? Thì cái nốt rê này lên nốt mi này là cách nhau một cung các bạn nhé, cách nhau một cung. Đấy thì là đô trưởng đấy. Còn bây giờ đô thứ thì là cái rê này lên nốt mi, bên dưới mi thành mi giáng đúng không? Thì nó cách nhau nửa cung. Đấy, đấy là mình đã nói cái sự khác nhau trong cái độ giọng đô trưởng và đô thứ ở những cái buổi trước mình đã nói rồi. Đấy thì vấn đề cái sự khác nhau đấy, thì khi mà chúng ta để hợp âm như thế này, đấy thì đô lên mi là chỗ này, lúc này chúng ta có một quãng ba trưởng trên là ba thứ, đây là hợp âm ba trưởng. Vậy nó sẽ là chỗ này sẽ là chính là hợp âm đô trưởng các bạn nhé, đô trưởng. Còn khi mà các bạn giáng cái nốt mi này xuống rồi, giáng cái nốt mi này xuống rồi thì lập tức cái quãng đô mi này là một quãng ba thứ và trên là một quãng ba trưởng. Vậy lúc này chúng ta sẽ là hợp âm đô thứ các bạn nhé. Khi mà các bạn giáng nốt mi đây này, đây các các bạn dán nút mi này xuống đúng không? Các bạn dán nút mi này thì bây giờ đô trưởng nó sẽ biến thành đô thứ các bạn nhé. Đấy, đô trưởng sẽ biến thành đô thứ. Bây giờ mình cho các bạn đây, mình cho các bạn xem lại, lấy lại cây đàn piano để cho các bạn thấy là cái quãng ba trưởng với lại quãng ba thứ đúng không? Bình thường đây là đô này, đô này, đô mi son đúng không? Đấy, đây là đô trưởng các bạn nhé. Đây, đây các bạn, đây khi mà để thế này đúng không? Đô lên mi là một quãng ba trưởng. Đây, đô lên mi này, đấy là một quãng ba trưởng này. Mi lên son là một quãng ba thứ này. Có thấy không? Đô lên rê là một cung, rê lên mi là một cung nữa là hai cung. Vậy đây là một quãng ba trưởng là hai cung. Tiếp theo mi lên son, mi lên fa là nửa cung, fa lên son là một cung. Vậy từ đây lên đây là một cung rưỡi. Một cung rưỡi thì chỗ này sẽ là một quãng ba thứ các bạn nhé. Vậy dưới trưởng trên thứ thì là đô trưởng các bạn nhé. Có nghĩa là chúng ta đã có hợp âm ba trưởng đúng không? Hợp ba trưởng là dưới ba trưởng trên ba thứ đúng không? Đây, dưới ba trưởng đây, đồ này, mi này, son này, đô đây. Các bạn thấy đô trưởng đây, các bạn nhìn thấy không? Đấy thì là đây, đồ mi son này, đồ này lên mi này đúng không? Là một cung này, hai cung này, chính là đảm bảo một quãng ba trưởng là hai cung chưa. Nhưng bây giờ các bạn không để mi này, các bạn dáng thêm mi này xuống này. Đây, đây các bạn dáng mi này xuống không? Đấy, các bạn thấy nghe thấy màu thứ chưa? Đấy, chỗ này sẽ thành một quãng ba thứ đúng không? Đô lên mi, bây giờ đô lên mi này bây giờ là một quãng ba thứ này, đô lên rê một cung, rê lên mi nửa cung là một quãng ba thứ. Đây, đây nhá, đây là một quãng ba thứ, ok chưa? Đấy thì chỗ này chúng ta có dưới là ba thứ đúng không? Trên là ba trưởng. Từ mi này lên fa là một cung này, fa lên son là một cung nữa là hai cung. Từ đây lên đây là chúng ta có một quãng ba trưởng đúng không? Đấy thì đây là hợp âm ba thứ ở dưới thứ trên trưởng đúng không? Đấy các bạn thấy không? Dưới thứ trên trưởng đây này, còn đây là bình thường là chúng ta có đô trưởng này. Mà đô trưởng chính là hợp âm ba trưởng đấy, nó chính là hợp âm ba trưởng, các bạn hình dung không? Có cái tên gọi là hợp âm đô trưởng và loại của nó chính là loại hợp âm ba trưởng các bạn nhé. Còn đây là đô thứ này. Đấy thì tên gọi là hợp âm đô thứ CM kìa, nghĩa là đô thứ đúng không? Thì nó cũng chính là hợp âm ba thứ các bạn nhé. Đấy, hợp ba thứ. Để chúng ta có thể thấy cái sự liên hệ, có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn vào đô trưởng, chúng ta bảo sao lại là đô trưởng đô thứ này, sao lại là đô trưởng đô thứ, đây trưởng đây thứ, sao thế? Đấy, người ta dựa vào là khi chúng ta phân tích cái hợp âm của nó ra ấy, thì chúng ta sẽ biết nó là trưởng hai thứ. Đấy, rồi đây là đô thứ này. Đấy, chỗ này là 1,5 cung đúng không? Đây là hai cung, vậy là dưới ba thứ trên ba trưởng. Đấy, dưới ba thứ trên ba trưởng thì đây là hợp âm ba thứ. Hợp âm ba thứ thì mà lại cuối cùng là nốt đô đúng không? Mà lại cái này là gam của nốt đô, nghĩa là đô mi son là gam của đô. Có 135 đấy, chính là cái gam mà mình dạy các bạn ở phần xứng âm rồi. Thì cái này là hợp âm đô đúng không? Hợp âm đô mà lại là ba thứ, mà lại là hợp âm ba thứ, vậy có phải là đô thứ không? Đô thứ chính là đô thứ. Đấy, còn đây là hợp âm ba trưởng. Hợp âm ba trưởng đúng không? Hợp âm ba trưởng mà nó là gam của đô thì nó chính là đô trưởng. Đấy, các bạn hình dung chưa? Đấy, tiếp theo nhá, đấy các bạn nhìn để ý nhá. Ok, thì cái hợp âm đầu của giọng đô trưởng đúng không? Nó chính là hợp âm đô trưởng. Các bạn hiểu chưa? Đấy, thì chỗ này là đây là đô mi son là gam giải của đô mà. Là gam giải của đô. Đấy, thì chính nó là hợp âm đô mà lại là ba trưởng thì là hợp âm đô trưởng. Đấy. Nên là trong giọng đô trưởng, các bạn để ý trong giọng đô trưởng thì bậc đầu tiên, hợp âm đầu tiên là hợp âm đô trưởng các bạn, đô trưởng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi cái nữa sang bên này. Bậc 2 này các bạn để ý, bậc 2 bắt đầu từ rê, rê fa la đúng không? Rê fa la các bạn có thấy quen không? Rê fa la chính là gam giải của giọng gì? Rê fa la là gam giải của giọng rê đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta phải đi phân tích là xem là rê này là hợp âm ba trưởng hay ba thứ. Để xem để nó sẽ liên quan đến cái phần mà chúng ta sẽ dùng những cái giọng nào để đệm hát trong một cái bài hát tông đô trưởng. Đấy, nói đến đây thì có thể các bạn sẽ hình dung ra. Đấy bây giờ nhá. Đây là cái mà mình đang nói là mình đi tìm cái nguồn gốc là tại sao trong một cái bài hát người ta lại có thể dùng những cái hợp âm đấy. Đấy, mình đi đó để mình tìm cái nguồn gốc nhá. Còn cái này các bạn học cái này mình dạy xong để các bạn chỉ để nhớ là các bạn chỉ để hiểu ấy. Các bạn chỉ để hiểu là tại sao trong một cái bài hát đấy lại được dùng những cái hợp âm đấy. Còn cái việc mà để các bạn dùng hợp âm đấy mình sẽ có cái cách nhớ vào phần tiếp theo mình sẽ nói nhá. Mình sẽ nói các bạn, có nghĩa mình sẽ dạy các bạn cách để nhớ những cái hợp âm này. Chứ còn bây giờ mà nhìn vào cái hợp âm này các bạn rất khó nhớ, bởi vì nó chồng hợp âm thì các bạn nhìn sẽ rất là rối mắt, đúng không? Nó sẽ rất là rối mắt. Mình sẽ cho các bạn nhớ bằng cách khác. Ok. Thì bây giờ đây là rè fa la đúng không? Rè lên fa là quãng mấy? 3 đúng không? Rè mi fa là một quãng 3 thứ đúng không? Fa lên la là một quãng 3 chưởng. Cái này các bạn phải thuộc cái mà hôm trước mình đã dặn các bạn rồi nhá. Hợp âm 3 thì dưới 3 chưởng trên 3 thứ là hợp âm 3 chưởng, còn dưới 3 thứ trên 3 chưởng là hợp âm 3 thứ đúng không? Đây bây giờ dưới là 3 thứ rồi đây này, trên là 3 chưởng. Vậy đây là hợp âm gì? Đây là hợp âm 3 thứ đúng không? Hợp âm 3 thứ mà đây là gam giải của giọng gì? Giọng rê đúng không? Rê pha lá chính là 135 của giọng có chủ âm là rê, giọng có chủ âm là rê đúng không? Vậy mà vừa là rê rồi mà lại còn vừa là hợp âm 3 thứ thì đây chính là hợp âm gì? Rê thứ các bạn nhé. Đấy các bạn thấy không? Đấy, đến đây là nó ra hết này. Đấy. Tiếp theo nhá, đây là các bạn tìm ra đây là hợp âm rê thứ rồi, hợp âm của giọng rê thứ, bởi vì đây là gam giải của 135 này, rê pha la là gam giải của giọng rê thứ, của giọng rê đã nhá. Của giọng rê đã, có nghĩa là chúng ta biết đây là gam giải của giọng rê là 135 là rê pha la đúng không? Sở dĩ tại sao mình phải bảo các bạn đọc lại cái gam giải là đồ mì son sòn si rê rê pha la là vì thế. Đấy, để các bạn biết được đấy là cái gam giải của giọng gì. Khi mà chúng ta đọc rê pha lá một cái chúng ta biết ngay đây là gam giải của giọng có chữ rê. Có nghĩa là giọng rê, mình chưa cần biết nó là rê trưởng, rê thứ hay là rê giáng trưởng, rê thăng thứ hay gì đấy. Mình chỉ cần biết đây là giọng gam giải của giọng rê. Ok, gam giải của giọng rê bây giờ đi tìm nó là hợp âm gì. Rê lên pha là một cộng 3 thứ, pha lên la là một cộng 3 chưởng, dưới 3 thứ trên 3 chưởng thì đây là hợp âm 3 thứ. Hợp âm 3 thứ mà gam giải của giọng rê thì đây chính là hợp âm rê thứ. Đấy các bạn thấy không? Rê thứ. Còn nếu mà các bạn nhá, các bạn thăng thằng pha này lên một cái này. Thăng thằng pha một cái lập tức quãng này biến thành quãng 3 chưởng đúng không? Rê lên pha là một quãng 3 chưởng đúng không? Pha lên la bây giờ lại thành 3 thứ. Vậy dưới 3 chưởng trên 3 thứ thì cái này lập tức rê thứ biến thành gì? Thành rê chưởng đúng không? Lập tức biến thành rê chưởng. Điều này giải thích tại sao mà trong gam rê chưởng nó có cái nốt pha thăng này các bạn này. Trong gam rê chưởng nó có cái nốt pha thăng này để làm gì? Tại sao có nốt pha thăng để làm gì? Pha thăng này để biến cái hợp âm này thành hợp âm của giọng rê chưởng. Đấy, nên là giọng rê chưởng nó có pha thăng đô thăng là vì thế. Giọng rê chưởng có pha thăng đô thăng thì đồng nghĩa với việc cái gam giải của rê này, rê pha la này, cái nốt pha này chính là pha thăng các bạn nhá. Mà khi mà pha nó thăng lên lập tức quãng này biến thành quãng 2 chưởng. Quãng 3 chưởng. Đấy, thì lập tức cái quãng này biến thành quãng 3 chưởng. Mà lúc này 3 chưởng, dưới 3 chưởng trên 3 thứ thì dưới 3 chưởng trên 3 thứ là hợp âm 3 chưởng và chính là rê chưởng. Vậy nên rê chưởng là 2 dấu. Các bạn hình dung chưa? Đấy, mình giải thích thế là khá là kỹ rồi đấy. Đấy, ok, bây giờ trả nó về này để mình giảng tiếp. Đấy. Thế nên là các bạn đã hiểu vì sao mà trong giọng rê chưởng nó có cái pha thăng lên chưa? Đấy, trong giọng rê chưởng có pha thăng để cái quãng rê pha này biến thành quãng 3 chưởng, các bạn hiểu chưa? Biến thành quãng 3 chưởng và cái quãng pha la này biến thành quãng 3 thứ thì dưới 3 chưởng trên 3 thứ thì hợp âm này nó sẽ thành hợp âm 3 chưởng các bạn nhá, thì nó mới là rê chưởng được. Còn nếu mà nó không có pha thăng ở đây. Đâu rồi? Mấy cái đâu? Chờ mình chút đã. Đã mất mấy cái công cụ đây rồi. Đây. Khi mà nó không có cái nốt pha thăng ở đây nhá các bạn nhá, đây mình bình nó lại đấy. Khi mà nó không có cái nốt pha thăng ở đây thì các bạn thấy không? Quãng này là quãng 3 thứ và đây là 3 chưởng thì hợp âm này lập tức biến thành hợp âm 3 thứ. Vậy đây là hợp âm 3 thứ thì mà lại cái nằm trên gam giải của rê thì không có lẽ nào nó là rê chưởng được, nó phải là rê thứ các bạn nhé. Đây. Nó phải là hợp âm của rê thứ các bạn nhé. Đấy, nên các bạn đã hiểu tại sao chưa? Các bạn đã hiểu tại sao là nó là rê chưởng rê thứ chưa? Đấy, nên là cái phần mà hợp âm mình dạy các bạn ấy, nó sẽ rất là quan trọng khi mà các bạn bước vào những cái bài như thế này. Đấy, ok, thì đây là giọng rê thứ nhá. Rê lên pha là 3 thứ và pha lên la 3 chưởng, đây là hợp 3 thứ. Hợp 3 thứ mà là gam giải của rê, rê pha la đúng không? Thì nó là rê thứ. Tiếp theo, ok, tiếp nhá. Khi mình phân tích hết cái này rồi thì các bạn sẽ biết được là trong giọng đô trưởng nó có thể dùng những thằng nào để đệm. Đây, mình sẽ cho các bạn thấy. Mi son si đúng không? Mi son si là gam giải của giọng giọng mi. Đấy, chúng ta có gam giải là 135 mà. Mi son si đấy thì chính là gam giải của giọng mi. Bây giờ chúng ta đi phân tích đó là mi trưởng hay mi thứ hay mi giáng trưởng hay mi giáng thứ.